Muốn tăng doanh thu là một là các bạn tăng khách hàng tiềm năng đó, nghĩa là các bạn tăng cái lượt truy cập này. Hai là các bạn tăng được cái doanh thu trung bình trên đơn, ví như cái sản phẩm này của bên mình đó là doanh thu trung bình trên đơn nó khoảng tầm hơn 400.000, ví dụ như là trong 30 ngày cơ. Đây, về doanh thu trung bình trên đơn là khoảng tầm 187 triệu. Đấy. 187 triệu. Đấy, doanh thu trung bình trên đơn của ngày hôm qua đó là 382.000, ví dụ như của ngày hôm nay doanh thu trung bình đơn của mình tăng lên một chút là 445.000. Thì khi mà các bạn tăng được cái doanh thu trung bình trên đơn này càng cao ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn tăng được cái doanh thu. Thì bây giờ làm thế nào để các bạn tăng được cái giá trị trung bình đơn này lên? Tiếp theo đó là cái thời gian time on site. Time on site này có nghĩa là gì? Time on site có nghĩa là ví dụ khách hàng mà search từ khóa là ủ mắt chẳng hạn, đúng không ạ? Khách ủ mắt chẳng hạn như này, khách hàng họ click vào sản phẩm của các bạn xong rồi họ thoát ra luôn như này, thì nghĩa là cái tỷ lệ thoát trang của các bạn cao. Ví dụ cái thời gian, ví dụ khách hàng họ search vào đây xong cái thời gian mà khách hàng họ ở lại cái trang này của các bạn ấy nó càng lâu thì sẽ giúp các bạn tăng được cái điểm sale này lên nhé. Hiểm quá, làm thế nào nhỉ? Ok anh ơi, ok thì mình đấy, cái thời gian là time on site nhá, cũng là cái thời gian, cái ảnh hưởng rất là quan trọng. Thứ hai nữa là free ship extra và hoàn xu nhá. Các bạn cứ để ý này, những cái sản phẩm những cái sản phẩm mà được hiển thị ở trên cái tab liên quan này gần như là đều là những cái sản phẩm mà nó họ tham gia cái chương trình free ship extra này. Đây, ví dụ như cái sản phẩm này, các bạn có hiểu tại sao cái sản phẩm này nó lại được hiển thị lên ở trên đây không? Đấy, ví dụ cái ông bán 39.000 này này, tại sao ông lại được hiển thị lên trên đây? Đấy, ví dụ là bên Shopee thì ví dụ ở trên cái tab liên quan này nó sẽ có những cái phần đó gọi là những cái slot để dành cho những cái nhà bán hàng mới. Đấy, những cái slot này tại sao nó được hiển thị trên đây mặc dù số bán rất là thấp, chẳng có tham gia chương trình free ship extra gì cả, chẳng có chương trình khuyến mại gì cả. Nhưng mà slot này là slot random nhá. Đấy, slot random để dành cho những cái nhà bán hàng mới, nó sẽ quay vòng. Đấy, Shopee nó sẽ ưu tiên cho một những cái nhà bán hàng mới thì nó sẽ đẩy cái sản phẩm của mình lên đây. Nó hình như là có khoảng tầm 3 đến 5 cái slot về random này dành cho nhà bán hàng mới, nhưng cái này là quay vòng. Đấy, vì tí nữa các bạn thoát ra, các bạn vào lại 5 phút sau vào lại thì lại không thấy ông này ở đây nữa đâu. Đấy, để kích thích cho những nhà bán hàng mới nó ra đơn. Ok, thế thì cái chương trình free ship extra này nhá, các bạn mà bán trên hàng trên Shopee mà các bạn không tham gia vào cái chương trình này ấy, thì các bạn cũng sẽ rất là khó có thể bán được hàng ở trên Shopee. Tại các shop họ tham gia hết mà mình không tham gia thì là mình làm sao mà bán được hàng được, đúng không ạ? Nên là các bạn bắt buộc các bạn phải tham gia chương trình free ship extra cộng với hoàn xu nếu mà có điều kiện, còn không thì ít nhất là tối thiểu phải tham gia chương trình free ship extra này nhá. Làm nào để tham gia vào chương trình free ship extra thì các bạn vào trong đây này, shopee.vn này này, các bạn mua thôi, các bạn mua ở trên đây này. Đấy, các bạn mua cái free ship extra này có 20.000 thôi. Ok, đấy, ngoài ra thì những cái slot này thì nó cũng dành cho những cái người mà họ hay dùng cái công cụ là đẩy sản phẩm ấy. Đấy, thì nó là cũng được hiển thị lên. Ok. Tiếp theo đó là cái yếu tố là đánh giá trên số bán. Cái đánh giá trên số bán này cũng quan trọng nha. Cái đánh giá trên số bán này có nghĩa là gì? Những cái sản phẩm mà được hiển thị lên ở trên phần tab liên quan này thì các bạn cứ để ý này, giữa cái đánh giá này và cái số bán này bao giờ nó cũng là một cái tỷ lệ khoảng tầm trên 20% thì nó rất là tốt nhé. Đấy, còn ít nhất là tối thiểu các bạn phải là đạt được 10%. Ví dụ các bạn bán được 100 đơn thì ít nhất phải có 10 khách hàng đánh giá cho bạn, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà các bạn bán được 100 đơn mà chỉ có một khách hàng đánh giá thì cái sản phẩm đấy nó cũng sẽ không được tối ưu ở trên phần tab liên quan đâu. Nó sẽ không được tối ưu ở phần tab liên quan nhé. Thì các bạn cố gắng mà làm thế nào để các bạn có cái đánh giá trên số bán này nó nhiều thì cũng sẽ giúp cho các bạn được hiển thị này lên nhé. Ví dụ như bên mình thì có bộ phận chăm sóc khách hàng của bên mình thì sẽ chuyên là làm cái nhiệm vụ đó là xin cái feedback của khách hàng. Đấy, chuyên xin feedback của khách hàng. Ví dụ hôm nay có đơn này hoàn thành công này, khách hàng nhận được hàng mà không có khiếu nại gì thì mình sẽ gọi hỏi khách hàng là có vấn đề gì không, anh chị cho em xin cái đánh giá này. Tại vì kinh doanh ở trên Shopee thì cái đánh giá này là cái rất là quan trọng nhé. Cái đánh giá này rất là quan trọng. Hoàn xu thì tham gia như nào, đúng không ạ? Hoàn xu thì đây này, cứ gõ là shopee.vn này vào trong đây tham gia cái chương trình hoàn xu thôi. Đấy, mua cái gói này chỉ có 20.000 thôi. Ok.
các bạn cái này 20.000 các bạn sử dụng vĩnh viễn nha, đến khi nào các bạn bị sao quả tạ hay là nó sẽ hạn chế các bạn. Ví như ở cái chương trình gói free ship extra này, nó cũng các bạn bỏ ra 20.000 nó chỉ là cái phí mua gói thôi, còn cái phí dịch vụ nữa cơ nhá. Phí dịch vụ của chương trình free ship extra này là 4%. Ok, thì đây là những cái sản, những cái yếu tố, đâu rồi cái bản đồ đây là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái phần để các bạn có thể sell được lên cái phần tab liên quan này nhá. Đấy, làm thế nào để các bạn, ví dụ này, đây này, ví dụ nha, phủ traffic nó phải là như này. Có nghĩa là ví dụ như là bây giờ mình mua là ốp iPhone chẳng hạn, đúng không ạ? Ốp iPhone. Đấy, làm thế nào để các bạn ví dụ như với cái từ khóa là ốp iPhone này, thì ví dụ như cái shop wifi này hay là SIM cây thì nó đã phủ rất là nhiều hiển thị ở trên cái phần tab liên quan này, dẫn đến là họ có cơ hội bán được hàng rất là nhiều. Bây giờ các bạn muốn bán được hàng ấy thì ít nhất là các bạn phải có một hoặc là hai sản phẩm nó được hiển thị ở trên phần tab liên quan này nhé. Cố gắng là các bạn phải làm cho mình muốn bán được hàng ấy, thì các bạn ví dụ các bạn có những cái sản phẩm phễu của các bạn thì ít nhất là các bạn phải được hiển thị, không được hiển thị ở trên trang 1 thì ít nhất các bạn cũng phải được hiển thị ở trên trang 2, đúng không ạ? Chứ các bạn ở tận trang 4, trang 5 này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ rất là khó bán được hàng. Ok không ạ? Thì ở cái phần này thì các bạn có câu hỏi gì không? Thì các bạn có thể hỏi mình. Vào đâu để mua free ship extra? Thì mình nhắc lại một lần nhá, các bạn gõ Shopee.vn. Ok chưa? Đây, nó sẽ ra một cái gian hàng của Shopee. Và các bạn sẽ kéo xuống cái phần miễn phí vận chuyển thế này. Toàn quốc free ship extra. Phí tham gia gói là 20.000 đồng. Các bạn ấn vào phần mua ngay. Đấy, các bạn ấn vào phần mua ngay là các bạn mua cái gói này. Hình như là sau 2-3 ngày sau thì các bạn sẽ được gắn cái tag và tag free ship extra ở trên sản phẩm. Thì các bạn phải đọc nhá, đọc kỹ này. Đọc kỹ cái điều kiện tham gia gói free ship extra này. Đọc kỹ như này không thì về sau bán. Tại vì cái khi các bạn tham gia gói free ship extra này thì các bạn sẽ bị làm sao ạ? Các bạn sẽ bị thu 4%. Nếu mà shop chưa là shop yêu thích thì là 5% nhá. Phí trên doanh thu ấy, nghĩa là cái một cái đơn hàng của các bạn, đúng không ạ? Khi mà các bạn đã tham gia gói free ship extra này ấy, thì cái người mua sẽ được hỗ trợ phí vận chuyển. Ví dụ như là với đơn hàng từ 50.000 đồng thì cái khách hàng của bạn sẽ được hỗ trợ là 15.000 tiền phí vận chuyển. Còn ví dụ đơn hàng từ 300.000 đồng thì sẽ được hỗ trợ là 70.000 tiền phí vận chuyển. Đấy, cho nên là các bạn đã bán hàng ở trên Shopee mà xác định bán thì bắt buộc các bạn phải tham gia gói free shipping channel này mới tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi. Cái này ảnh hưởng nhiều đến sale mà. Tham gia gói này thì sẽ giúp tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi, đúng không ạ? Bây giờ khách hàng họ vào trong shop của các bạn, nếu mà các bạn hình như không tham gia vào chương trình free ship extra ấy, thì khách hàng muốn được free ship extra, muốn được khuyến mại 20.000 tiền phí vận chuyển, hình như khách hàng phải mua một đơn hàng từ 250.000 đồng trở lên hay sao ấy. Mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà gần như là đã bán hàng trên Shopee là bắt buộc phải tham gia gói này. Nha, các bạn ấn vào đây này, các bạn đọc kỹ nha. Đây này. Các bạn đọc kỹ ở đây này. Các bạn ấn vào Shopee VN này. Ở trong đây nó có một cái đường link này này. Đấy, chi tiết thì các bạn copy cái này vào. Các bạn copy lên trên đây. Xong các bạn đọc thật kỹ cái nội dung nha. Ở trong đây thì mình sẽ không nói quá kỹ về cái phần free ship extra này. Các bạn có thể tự học được. Cái này quá đơn giản. Ok. Bán hàng trên Shopee thì có những khoản phí nào? Ok, bây giờ các bạn sẽ hỏi những cái câu hỏi mà xoay quanh cái phần tab liên quan này nha. Các bạn không đặt những cái câu hỏi mà nó ngoài nội dung này ra. Tại vì nếu mà trả lời như thế nó sẽ rất là lan man. Thì ở trong cái phần sale của cái phần tab liên quan này ấy, thì các bạn có câu hỏi gì hay không? Có câu hỏi gì hay không? Mua thì hình như mua gói free ship extra như là sau 2-3 ngày được kích hoạt hay sao vậy? Mình cũng không nhớ. 2 hoặc 3 ngày. Ở trong cái phần giúp các bạn sell ở cái phần tab liên quan này ấy, thì các bạn có câu hỏi gì không để mình chuyển sang phần khác? Ok. Time on site có nghĩa là gì đúng không ạ? Đấy. Time on site có nghĩa là ví dụ nha, mình nói lại này, ví dụ khách hàng họ mua đó là ốp iPhone này chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ các bạn bán ốp iPhone thì time on site có nghĩa là khi khách hàng họ vào click vào sản phẩm của các bạn, đúng không ạ? Thì
khách hàng họ ở lại trên cái trang này, có nghĩa là thời gian khách hàng ở lại trên trang sản phẩm của các bạn, cái trang bán hàng của bạn càng lâu thì nghĩa là thời gian time on site nó càng lâu. Đấy, cái thời gian khách hàng lưu lại ở trên đây, ví dụ khách hàng mà click vào sản phẩm rồi thoát ra ngay như này, đấy, click vào xong rồi thoát ra ngay thì dễ dẫn đến là cái tỷ lệ thoát trang của bạn cao. Các bạn để ý này, tỷ lệ thoát trang này hình như là nó ở phần phân tích bán hàng về phần sản phẩm. Đây, tỷ lệ thoát trang của các bạn, nếu mà các bạn mà ở dưới tầm khoảng 40% thì là ok nhá. Còn nếu mà các bạn mà ở trên 40% ấy, có nghĩa là 10 khách hàng vào, ví dụ như ở cái shop này của mình nó là 10 khách hàng vào thì sẽ có 4 khách hàng, có 6 khách hàng thoát ra luôn mà không thực hiện bất kỳ hành vi gì. Cái time on site này cũng sẽ ảnh hưởng đến cái điểm sale của các bạn nhá. Anh nói kỹ hơn về phần đặt tiêu đề. Cái phần đặt tiêu đề thì phải nói ít nhất là phải 30 phút thì mới xong được cái phần đặt tiêu đề. Đồ gia dụng tỷ lệ time on site tầm bao nhiêu? Nhá, cái tỷ lệ thoát trang này, nếu mà các bạn xem ấn vào phần sản phẩm nhá. Đây này. Các bạn ấn vào phần phân tích bán hàng nhá. Phân tích bán hàng các bạn chuyển sang cái phần sản phẩm này. Nếu mà cái tỷ lệ thoát trang này của các bạn trên 40% ấy thì các bạn phải xem lại nhá, trên 40% là không ổn đâu. Nó phải tầm dưới 40% là đẹp, còn tất nhiên là 45% thì vẫn là chấp nhận được. Ví dụ có những bạn tỷ lệ thoát trang lên tới 60-70%. Đúng không? Theo các bạn là tại sao mà lại tỷ lệ thoát trang này nó lại cao? Tỷ lệ thoát trang theo các bạn là tại sao mà tỷ lệ thoát trang lại cao? Ví dụ như là các bạn không có video thì cũng sẽ dẫn đến là cái tỷ lệ thoát trang cao nhá. Không hình ảnh không đẹp cũng dẫn đến tỷ lệ thoát trang cao. Các bạn không có số bán, không có đánh giá thì cũng sẽ dẫn đến là tỷ lệ thoát trang cao nhá. Tỷ lệ thoát trang hợp lý là khoảng tầm dưới 40% nhá. Dưới 40% là đẹp. Còn dưới 45% là chấp nhận được. Còn trên 45% là phải tối ưu lại. Ok, sản phẩm ít, không đầu tư hình ảnh. Đúng rồi, phải có số bán. Bán được một sản phẩm, 20 sản phẩm. Ok, chính xác rồi đấy mọi người ạ. Ok, cho nên là khi mà các bạn bán hàng Shopee này, các bạn muốn cái time on site nó lâu ấy, thì một cái sản phẩm các bạn phải có video nhá. Ví dụ là một cái sản phẩm nó có video có nghĩa là như nào? Cô lôi. Ví dụ như là cái sản phẩm của các bạn nó phải có video thì cái thời gian mà khách hàng ở lại trên trang của các bạn nó lâu ấy, càng lâu thì càng tốt nhá. Mạng lag thế nhỉ mọi người nhỉ? Ui, của em ra khi mà tỷ lệ thoát trang 83% này em phải xem lại đi nhá. Ở lại. Ok. Cái mạng của mình nó đang bị lag đây. Ví dụ khi mà sản phẩm có video ấy thì mở ra cái là nó sẽ bật cái video này ra ngay. Thì ví dụ khách hàng họ xem cái video này, đúng không? Nếu mà sản phẩm của bạn mà không có hình ảnh, không có video thì khách hàng, ví như của mình ấy, mình mà ngồi mình xem cái video này ít nhất đã phải mất khoảng tầm 15-20 giây rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì cái sản phẩm các bạn nên có video nhá, bắt buộc phải có video, không phải là nên mà bắt buộc phải có video. Muốn bán được hàng trên Shopee bắt buộc phải có video. Yeah. Đấy, ví dụ như này là khi mà các bạn click vào sản phẩm nó tự bật video ra ngay, video tự chạy. Nếu mà các bạn nào mà tỷ lệ thoát trang, ví dụ như lúc đấy các bạn Khiêm kìa, tỷ ấy của bạn Tuệ Nhi là 34% là rất là tốt nhá. Của bạn Tuệ Nhi là 34% rất là tốt. Ok, nói tiếp đến phần khác. Ok, thì ở trong cái phần sale, ở cái phần tab liên quan này, sale ở cái phần tab liên quan này. Này, ví dụ là áo polo. Mình review lại một lần nữa nha. Bây giờ các bạn muốn được hiển thị ở cái phần tab liên quan này thì nó sẽ có những cái yếu tố sau đây. Một, đó là tỷ lệ chuyển đổi. Cái sản phẩm nào có tỷ lệ chuyển đổi cao? Tiếp theo đó nữa là cái tỷ lệ thêm vào giỏ hàng nhá.
tỷ lệ thêm vào giỏ hàng cũng rất là quan trọng. Các bạn cứ để ý là những cái hành vi nào là cái hành vi tiệm cận nhất với cái hành vi mua hàng. Đấy, là cái hành vi là thêm vào giỏ hàng đúng không ạ? Cái hành vi mà mua hàng đó là hành vi vì ngon nhất rồi đúng không ạ? Cái hành vi tiếp theo là hành vi thêm vào giỏ hàng, cái sản phẩm nào đúng không ạ? Mà được thêm vào giỏ hàng nhiều. Đấy thì cũng sẽ dẫn đến là cái sản phẩm đấy sẽ được hiển thị ở trên top nhá. Ok, thả tim nhiều, time on site nhiều, free ship extra, đánh giá số bán. Đánh giá số bán thì sắp tới ấy, thì tất nhiên là ở trên thị trường nó sẽ có rất là nhiều, có một số bạn là hỏi về có những cái công cụ nào để hỗ trợ ở cái phần hiển thị ở trên phần tab liên quan này này. Thì nó ở trên thị trường nó cũng có công cụ, và sắp tới thì mình có một số anh bạn của bên mình thì cũng đang phát triển những cái công cụ. Đấy, cái công cụ hỗ trợ cho các bạn để các bạn có thể tối ưu SEO. Có nghĩa là sẽ cái công cụ đấy nó sẽ đóng giả như là một cái hành vi của người thật nhé. Cái công cụ đấy nó sẽ như này này. Công cụ đấy thì sắp tới hình như là sang tháng sau thì bên đội phát triển về các công cụ hỗ trợ của bên bạn của mình sẽ ra được một cái, ra mắt một cái công cụ mà cực kỳ hay giúp bạn tối ưu SEO. Đó là các bạn, nó sẽ ra một cái phần mềm đó là như này, nghĩa là nó sẽ tự vào trong đây nó gõ từ khóa áo polo chẳng hạn. Đấy, con bot nó sẽ tự gõ từ khóa áo polo như này. Đấy, xong rồi nó sẽ tự tìm đến cái sản phẩm của các bạn. Đấy, ví dụ đây là sản phẩm của các bạn, nó sẽ tự tìm đến, nó sẽ tự xem ảnh như này. Đấy, nó sẽ ngồi nó xem ảnh như này. Đấy, nó ngồi nó xem ảnh như này, xong nó ngồi nó xem video, xong rồi nó thả tim. Đấy, xong rồi nó thả tim, xong rồi nó chuyển xuống nó đọc bình luận. Nó đọc bình luận như này, đấy, nó làm giống y hệt người thật. Xong rồi nó chat với shop. Đấy, nó chat, nó hỏi shop là: shop ơi, sản phẩm này chất lượng ra như thế nào? Xong rồi nó lại kéo lên trên đây và nó thêm vào giỏ hàng. Đấy, nó lại thêm vào giỏ hàng. Thì sắp tới thì hình như là sang giữa tháng 6 hoặc là cuối tháng 6 thì sẽ ra mắt cái công cụ đấy, sẽ giúp cho các bạn tối ưu SEO. Thì lúc đấy thì mình lại tổ chức live stream để mình sẽ chia sẻ các bạn thêm về những cái công cụ đấy. Cái công cụ đấy sẽ là một cái công cụ rất là hot. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn được hiển thị ở trên đây này, ở hiển thị ở phần SEO này với cái từ khóa là áo polo chẳng hạn. Ví dụ các bạn muốn SEO cái sản phẩm của các bạn với từ khóa là áo polo thì cái công cụ đấy nó sẽ giúp, cái công cụ đấy nó gọi là công cụ là Super SEO. Đấy, công cụ đấy tên là Super SEO, có nghĩa là con bot này nó sẽ tự gõ từ khóa là áo polo. Đấy, xong nó sẽ tự tìm kiếm đến cái sản phẩm của các bạn, xong rồi nó sẽ tự thả tim, nó tự đánh giá, nó tự feedback, nó tự tên mà giỏ hàng, thì sẽ dẫn đến là giúp cho các bạn cái điểm SEO này các bạn sẽ tăng lên này. Đây này, nó sẽ làm tất cả những cái hành vi này, nó sẽ làm tất cả những cái hành vi như này sẽ giúp cho các bạn tăng được cái điểm SEO của các bạn lên. Đấy, nó có những cái công cụ như thế. Không phải nhá. Ok. Ok, ngoài ra thì mình sẽ nói về vấn đề về về phần SEO ở phần tab bán chạy nhá. Đây là cái công cụ là ở phần bot trùng IP không được tính. Cái công cụ này của mình ấy thì nó sẽ là đều là người dùng thật. Nghĩa là cái công cụ này của cái bên đấy thì họ sẽ phát triển dưới dạng nó là không phải là cắm những cái nick Shopee ảo vào, cho nên là nó sẽ không bị chết shop. Ví dụ là của bên đấy thì nó sẽ, hình như hôm đấy mình có ngồi nói chuyện mà mình không nhớ, có nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều những cái nick Shopee, nó là một cộng đồng người bán ở trên Shopee. Các bạn có thể đăng nhập vào trong đấy, xong rồi sẽ có nick đó đều là nick thật, những người mua hàng thật, và xong đấy sẽ trao đổi những cái lượt đánh giá, trao đổi những cái lượt click này với nhau, cho nên là các bạn không sợ bị trùng IP, tại vì nó là phát triển ở trên tất cả các nick ở người dùng thật ở khắp cả Việt Nam mà. Ok, tool auto sell thì mình không biết. Ok, tiếp theo là mình sẽ nói với các bạn về cái phần là làm thế nào để các bạn sell ở cái phần tab bán chạy. Có hai cách, một là các bạn sell ở cái phần tab liên quan nhá, sell ở cái phần tab liên quan, còn sell ở cái phần tab bán chạy này, sell ở cái phần tab bán chạy này thì làm thế nào để các bạn có thể sell được cái phần tab bán chạy này. Ví dụ như của mình ấy thì nó không phải là sell, mà các bạn làm thế nào để các bạn chọn ra những cái từ khóa để các bạn có thể lên được. Anh ơi, làm thế nào để chạy quảng cáo tìm kiếm?
Ok, bây giờ mình chuyển sang cái chủ đề khác nhá. Chuyển đề kết thúc cái chủ đề lúc nãy. Kết thúc cái chủ đề lúc nãy là sale ở cái phần tab liên quan. Ở phần tab liên quan thì mọi người ok hết rồi đúng không ạ? Bây giờ làm thế nào để sale ở cái phần tab bán chạy này thì nó chỉ có một cái số, đó là các bạn sẽ làm sao, các bạn sẽ chọn ra những cái từ khóa gọi là từ khóa vừa miếng để các bạn sale ở cái phần tab bán chạy này. Thì có hai cách, một là sale ở cái phần tab bán chạy. Các bạn có hay có cái hành vi là khi mà các bạn mua áo polo ấy, chẳng hạn ví dụ các bạn mua một cái sản phẩm gì, đúng không ạ? Các bạn gõ cái từ khóa ví như là áo polo unisex này chẳng hạn, đúng không? Các bạn ấn vào phần bán chạy và các bạn xem những cái sản phẩm nào là những cái sản phẩm bán chạy và các bạn sẽ ưu tiên mua những cái sản phẩm ở cái phần tab bán chạy này, không? Các bạn có cái hành vi giống như thế không ạ? Ok, các bạn có cái hành vi đó là mua ở cái phần tab bán chạy này không ạ? Đấy thì cái hiệu ứng này đó gọi là hiệu ứng đám đông. Nhưng khách hàng họ cũng thế thôi. Khách hàng họ sẽ ví dụ họ search từ khóa là áo polo unisex này chẳng hạn, xong rồi họ sẽ chuyển sang phần tab bán chạy và họ sẽ xem những cái sản phẩm nào bán chạy, có nhiều lượt mua, có nhiều số bán, thì họ sẽ ưu tiên họ sẽ mua những cái sản phẩm ở cái phần tab bán chạy này. Đúng không? Thì vấn đề của các bạn này, nếu mà các bạn muốn tối ưu sale ở cái phần tab bán chạy này thì nó liên quan đến cái phần công cụ là các bạn phải biết cách đặt tiêu đề sản phẩm. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là như thế này. Đây. Hôm nọ thì mình nha. Mình sẽ hướng dẫn qua các bạn về để các bạn biết cách để các bạn đặt tiêu đề sản phẩm. Thì muốn mà được hiển thị ở cái phần tab bán chạy này thì nó có rất là nhiều cái cách để các bạn có thể làm, nhưng mà cách của mình thì mình sẽ làm cụ thể nó sẽ hơi lâu. nhưng mà để mà chia sẻ thì nghĩa là các bạn cần phải tìm được một cái từ khóa ví dụ như là áo polo unisex này chẳng hạn. Nếu mà các bạn muốn sell được ở cái phần từ khóa là áo polo unisex, nếu mà các bạn muốn được hiển thị ở trên cái trang 1 của cái phần tab bán chạy này thì số bán, nếu mà các bạn muốn được hiển thị ở trên này thì các bạn phải bán là 649 sản phẩm. Đây mình sẽ check xem nha. Quảng cáo Shopee. Đây là vào một cái shop khác đi. Vào một cái shop khác. Vào một cái shop này. Đây, vào một cái shop này lâu lắm chẳng làm nữa rồi. Đưa cho các bạn đấy, các bạn làm. Đâu rồi nhỉ? Đây, tạo chiến dịch mới. Mình sẽ nói qua cho các bạn một chút nhé. Ok, vậy thì làm thế nào để các bạn chọn được một cái từ khóa để các bạn sell lên ở phần tab bán chạy? Thì cái vấn đề đầu tiên ấy, đó là liên quan đến cái vấn đề các bạn phải biết cách lựa chọn từ khóa cơ. Ví dụ mà nếu mà các bạn bán quần áo polo chẳng hạn, nếu mà các bạn cố gắng là sell ở, các bạn cố gắng là các bạn được hiển thị ở trong cái phần tab bán chạy với từ khóa áo polo này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì ví dụ các bạn muốn được hiển thị ở đây thì các bạn phải ít nhất phải bán được 9.000 sản phẩm một tháng, đúng không ạ? Thì có nghĩa là vị trí cuối cùng này, đấy, vì các bạn muốn hiển thị ở trên trang 1 thì các bạn phải bán tối thiểu là 494 sản phẩm, đúng không ạ? Nếu mà các bạn làm shop mới thì vị 494 sản phẩm thì coi như mỗi ngày phải bán được khoảng tầm 15 sản phẩm rồi, thì nó sẽ hơi khó, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn phải chọn ra một cái từ khóa nào là từ khóa vừa miếng với các bạn thôi. Ví dụ như là các bạn bán áo polo form, nữ form rộng này đi xem nào. Ví cái từ khóa này, các bạn phải chọn ra những cái từ khóa ngách để các bạn leo được ở trên cái phần tab bán chạy này nhá. Ví dụ như là cái từ khóa là áo polo nữ form rộng một tháng là 313 người tìm kiếm, đúng không ạ? Cái này thì volume nó hơi bé. Không nào, nói hẳn một cái buổi riêng về cái phần đặt tiêu đề này thì nó mới đủ được. Đấy, ví dụ từ khóa là áo polo nữ form rộng này, nếu mà các bạn muốn được hiển thị ở trên trang 1 thì các bạn muốn hiển thị ở vị trí này thì các bạn phải bán là 649 sản phẩm một tháng thì các bạn mới được hiển thị ở trên trang 1 với cái từ khóa là áo polo nữ form rộng. Đây, tối thiểu đó là các bạn ít nhất là các bạn
đây này, các bạn muốn hiển thị ở trên trang 1 thì các bạn chỉ cần bán 12 sản phẩm một tháng thôi. Đấy. Với cái từ khóa này thì các bạn sẽ chọn cái từ khóa này để các bạn đặt trên tiêu đề. Nhưng mà từ khóa này thì tỷ lệ tìm kiếm thì nó hơi ít. Đây, áo polo. Ngoài áo polo nữ. Đây, từ khóa về áo polo nữ. Cái này, xem nào. Với từ khóa áo polo nữ. Thì ở phần tab bán chạy, nếu mà các bạn muốn được hiển thị lên ở phần tab bán chạy thì các bạn phải bán được 181 sản phẩm một tháng. Cũng hơi khó khăn đối với shop mới đúng không ạ? Nhưng mà từ khóa này, đợt này thì cái volume tìm kiếm nó bị giảm xuống thê thảm. Không biết là các bạn có bị giảm không? Nhưng mà mình thấy là cách đây khoảng tầm khoảng 20 ngày gần đây là cái volume tìm kiếm của cái từ khóa này nó giảm xuống rất là mạnh. Đấy, giảm xuống rất là mạnh. Mình của mình ấy phải giảm xuống đến khoảng tầm 80%. Các bạn có bị như thế không ạ? Các bạn có bị như thế không ạ? Ok. Đúng không? Ngành từ cái đợt dịch bắt đầu mà vào đợt dịch mới này này, cách đây cũng nói chung là sau cái đợt mùng 6 tháng 6 đó là cái volume tìm kiếm là bị giảm siêu siêu mạnh xuống luôn. Bị giảm cực kỳ mạnh. Ok, tất cả gần như là tất cả, ví dụ tại sao nó lại giảm mạnh thì ví như thị trường Sài Gòn đúng không ạ? Đấy, bị cách ly giãn cách mà Sài Gòn ít nhất là phải chiếm khoảng tầm 35-40% doanh số ở trên Shopee rồi. Cho nên là khó chung, nên các bạn không sợ. Ví dụ như cái shop mấy cái shop của mình thì doanh số này nó cũng phải tụt đi khoảng mất một nửa mọi người ạ. Nên là khó thì khó chung nên mọi người chẳng lo đâu. Giảm rất là nhiều đúng không ạ? Có thể nhiều từ khóa tại thay đổi ngành hàng đúng rồi, nhưng chỉnh lại thì lại ok. Bình thường 100 đúng rồi. Như là cái volume từ khóa này, ví dụ như trước đây mình bán về những cái sản phẩm đồ chơi của mình ấy, volume từ khóa của nó có những cái mà nó là 400.000 tỷ lượt tìm kiếm một tháng, nhưng mà đến bây giờ nó chỉ còn khoảng tầm 30.000. Đấy, nó giảm khoảng tầm 90%, giảm rất là mạnh. Mọi người thao ao ra thoát vào, anh cứ nói về dropship. Chủ đề ngày hôm nay thì không nói về dropship nhá. Chủ đề của ngày hôm nay thì để hôm nào một chủ đề khác nói về dropship sau. Chủ đề hôm nay chủ yếu là nói về cách tăng doanh thu thôi. Cách tăng doanh thu thì nó có nhiều cái quan, nên là mình không biết là tối nay có nói hết cho các bạn được không. Đấy, thì ở các bạn muốn sell được cái phần tab bán chạy này thì lúc đầu tiên là các bạn phải chọn ra được một cái tiêu đề, cái tên tiêu đề này nó phù hợp nhé. Đấy, nó nói lên một cái, chọn được một cái tên tiêu đề phù hợp để các bạn sell ở cái phần tab bán chạy này đã. Các bạn chọn ra những cái tiêu đề là nó vừa miếng với các bạn thôi, chứ các bạn chọn những cái tiêu đề mà nó có quá nhiều ấy thì dẫn đến là các bạn muốn on top bán chạy này. Đấy, thì các bạn phải bán ở trên trang 1, các bạn phải số bán rất là cao. Một tiêu đề nhá, một tiêu đề thì một mình nói qua về phần tiêu đề này. Một tiêu đề. Tiêu đề đây. Tiêu đề thì nó sẽ bao gồm từ khóa chính, sẽ bao gồm các bạn sẽ chọn năm cho mình một từ khóa chính nhá. Một từ khóa chính. Đấy. Và một tiêu đề thì sẽ nên có khoảng từ 2 cho đến 3 từ khóa. Trong đó có một từ khóa chính và 2 đến và 1 đến 2 từ khóa phụ. Mỗi từ khóa sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy nha. Mỗi từ khóa phân cách nhau bằng một dấu phẩy hoặc là những cái dấu gạch ngang này này. Mỗi từ khóa nhau bằng một dấu phẩy. À, ví dụ như sau, khi mà các bạn, nếu mà các bạn đặt một cái tiêu đề ấy, nó bao giờ nó sẽ ưu tiên, nó sẽ hiển thị với cái từ khóa chính này. Ví dụ các bạn đặt tiêu đề là ví dụ áo polo nữ, thì các bạn sẽ để ý này, tất cả những cái sản phẩm mà ở phần tab bán chạy này, tiêu đề đầu tiên của nó đều là áo polo nữ hết. Đây, cái ví như cái này không tính nhá, áo polo cổ tim này, có từ áo polo này, áo thun, áo polo nữ này. Nên nó, một đó là từ khóa chính xác, hai là từ khóa mở rộng,
Đấy, áo polo. Đấy. Ok chưa ạ? Hay là ở phần tab liên quan. Đấy, áo thun, áo phông polo nữ, nghĩa là nó sẽ phải có những cái từ khóa mà liên quan đến cái hành vi khách hàng tìm kiếm nhá. Anh ơi cho em hỏi bây giờ mới lập shop bán đồ chơi trẻ em được không? Tất nhiên là bán cái gì cũng được, quan trọng là lợi thế cạnh tranh của em như thế nào. Sách thì chọn nhiều, tiêu đề như thế này ổn. Ok, thì cái cách để hôm nào mình sẽ phải dành hẳn một cái buổi để nói về phần đặt tiêu đề này. Cái tại vì cái phần đặt tiêu đề này nó sẽ rất là dài và cái cách đặt nó phải có công thức để đặt. À đây, 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 đây. Các bạn nào mà chưa biết cách đặt tiêu đề thì vào kênh YouTube của mình nhá. Thì như mình có cái video về đặt tên tiêu đề ấy, Hoàng Mạnh Cường. Các bạn đăng ký ở trên cái kênh YouTube này của mình nhá. Cái video này ấy, thì sau khi mà mình live stream xong ấy thì mình sẽ xóa cái video này này đi. Và mình sẽ up lên trên YouTube nha. Cho nên là các bạn nào mà đang xem ở đang live, tại vì mình vừa live ở trên Facebook mà mình vừa live ở trên YouTube, thì cái video này mình sẽ up lên trên YouTube và tất cả những cái tài liệu về bản đồ như này thì mình cũng sẽ up lên trên cái kênh YouTube này nhá. Thì các bạn sẽ vào trong những cái phần ví dụ như cái phần mô tả này này, đấy thì mình sẽ điền cái link để các bạn download được cái bản đồ này xuống nha. Có một số bạn đã hỏi bản đồ ở đâu. Ok, thì ở trên đây là mình sẽ hướng dẫn cả các bạn về cái cách để các bạn đặt tên tiêu đề ở trên đây rồi nhá. Đây này, cách bán hàng không lỗ. Nói chung là hình như là có video, mình nhớ là mình có up cái video liên quan đến đặt tiêu đề sản phẩm. Thì các bạn sẽ vào trong cái kênh YouTube này của mình, để nếu mà các bạn nào muốn xem lại cái video này thì các bạn sẽ lên trên kênh YouTube của mình nhá. Và các bạn là nếu mà mình trong cái buổi ngày hôm nay có những cái tài liệu gì ấy, thì các bạn sẽ lên kênh YouTube này của mình để các bạn download xuống, tải xuống nhá. Đây là mình ghim cái này lên đây. Ghim. Gỡ xem trước. Hình như ghim, các bạn đợi tí nhá để mình ghim cái link này lên đây cho mọi người. Mọi người đợi mình 30 giây. Trên cái kênh YouTube này, với những cái bạn bán mới bán hàng ấy, các bạn mà chưa hiểu về kinh doanh ở trên Shopee, ở trên đây mình up rất là nhiều video rồi. Mọi người có thể lên trên đây, mọi người cụ thể như nào thì mọi người cụ thể như nào, tỉ mỉ như nào về từng cái ấy thì mình sẽ đã up ở trên cái kênh YouTube của mình rồi nhá. Đấy, mình ghim cái kênh YouTube của mình lên trên đây nhá. Mọi người vào trong kênh YouTube của mình để mọi người người xem nhá. Ví dụ mọi người không biết cách đặt tên tiêu đề nhá, mọi người nhớ là follow nhá. Ấn vào phần đã đăng ký này, thả ấn cái chuông này nữa nhá. Mình kênh YouTube của mình mới nên là mọi người ủng hộ cho mình. Ở trên đây thì mình chia sẻ thêm được nhiều những cái từng cái module một cho các bạn một cách cụ thể để các bạn có thể cùng làm được. Ok, quay về chủ đề chính của chúng ta. Ok, ngoài ra thì các bạn có thể sell phần sản phẩm tương tự, sản phẩm có thể bạn cũng thích. Đây, có một cái cách là như thế này này. Nếu mà các bạn mới thì các bạn nó sẽ có rất là nhiều những cái mô hình để các bạn làm. Có thể là các bạn sẽ mô hình là các bạn bán theo sản phẩm của đối thủ. Ví dụ các bạn bảo là bây giờ anh ơi em không, cái em đang bán về đồ chơi trẻ em. Lúc ấy có một bạn hỏi về đồ chơi trẻ em, đúng không ạ? Thì các bạn cũng sẽ có thể áp dụng một cái cách như này để các bạn tối ưu sell cho cái sản phẩm, để các bạn gọi như là ăn ké traffic của những cái ông top ngành, những cái ông lớn ở trên sàn ấy. Thì cái cách này mình áp dụng thì nó cũng rất là hiệu quả. Thì các bạn có thể làm theo cái cách này. Cái cách này là như nào? Đâu cái bản đồ này. Đó là các bạn sẽ cố gắng là sell cái sản phẩm của các bạn ở trong phần tab bán chạy này. À, phần tab bán chạy nói rồi, ở trong phần sản phẩm tương tự có thể bạn cũng thích hoặc là gợi ý hôm nay. Thì các bạn làm thế nào để các bạn sell được cái sản phẩm của ở trong cái phần sản phẩm tương tự hoặc là có thể bạn cũng thích. Ví dụ bây giờ các bạn bảo là em bán áo cái gì nhỉ? Bán một cái sản phẩm gì khác đi, nghĩ là cái sản. Bây giờ em bán đâu để mình xem nhà cửa đời sống ấy, xem có cái sản phẩm gì.
hay là các bạn đợi tí nha. Ví dụ bây giờ các bạn bảo bây giờ em bán chổi lau nhà đấy, ví dụ em bán chổi lau nhà, em cũng có một cái chổi lau nhà giống hệt của cái ông này, đúng không ạ? Tại vì các bạn là shop mới chẳng hạn, đúng không ạ? Mà các bạn muốn làm thế nào để các bạn được hiển thị ở bên trong của ông này này, có nghĩa là ví dụ bây giờ các bạn bán về chổi lau nhà, bây giờ các bạn thấy là cái ông này ông ấy traffic ông rất là lớn, ví dụ mình ấn phần bán chạy đi xem nào. Ví dụ như là ông này ông đang bán được 9.000 sản phẩm một tháng này. Đây là ông bán khăn lau này. Bây giờ xem có sản phẩm gì hay hay không. Trang trí nhà cửa đây. Đứng dán tường. Chuyển sang ngành khác mọi người ạ. Ngành nào có nhiều cái sản phẩm này hay hay thì làm cho nó, ví dụ cho nó dễ. Cái cách này, cái mô hình kiểu này cũng hay, nghĩa là cái mô hình là đi theo những cái follow the leader đấy. Ví dụ như là sức khỏe sắc đẹp đây. Xem có cái gì không? Trong cái ngành này thì sản phẩm nào là bán chạy nhất? Ví dụ như là bông tẩy trang hai miếng này đi nhá. Ví dụ như cái ông này này, ông bán bông tẩy trang là 222 miếng như này. Ví dụ các bạn cũng có một cái sản phẩm giống của ông này, đúng không ạ? Bây giờ ông này ông ấy đang bán được, đây, ông ấy đang bán được khoảng tầm 39.000 sản phẩm một tháng. Thì bây giờ các bạn thấy là ông này ông ấy traffic, như là traffic vào của ông này rất là lớn. Thì các bạn có thể follow ông này để các bạn cũng để có được đơn hàng trên Shopee, nó cũng rất là dễ. Ví dụ các bạn có một sản phẩm bi hệt như này, thì các bạn có một cái cách, đó là các bạn muốn làm nào để các bạn hiển thị ở trong ông này này, có nghĩa là các bạn hiển thị ở trong cái phần đấy, cái phần sản phẩm tương tự này, hoặc là các bạn hiển thị ở trong cái phần có thể bạn cũng thích đấy. Thì bạn có để ý không ạ, tại sao là những cái sản phẩm này nó được hiển thị ở đây? Các bạn có thể để ý không, có nghĩa là những cái sản phẩm này các bạn thấy cái hình ảnh nó giống nhau không ạ? Đấy, các bạn muốn hiển thị ở trong đối thủ để ăn ké traffic của họ ấy, thì thứ nhất là các bạn có thể đặt những cái ảnh bìa giống của họ nhá. Đấy, các bạn thấy ảnh bìa như cái ông nào ông đặt những cái ảnh bìa giống của họ thì ông ấy nằm ở trong đây này. Đấy, ảnh bìa giống của họ, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể dùng cái chiến thuật là các bạn đặt ảnh bìa giống của họ, các ảnh 1, ảnh 2 này có thể giống, và các bạn copy thẳng cái tên tiêu đề này. Đấy, copy cả cái mô tả sản phẩm này của ông này. Đấy, tại vì mình sẽ ăn ké traffic của ông này, tại vì ông này ông ấy bán được số bán rất là lớn trên một tháng. Bây giờ các bạn ăn ké của ông ấy thì kiểu gì các bạn cũng bán được thôi, nhưng mà tất nhiên là các bạn muốn bán được ấy thì các bạn phải có lợi thế cạnh tranh. Nó ví dụ ông này đang bán 18.500 thì các bạn bán là 17.900 chẳng hạn, thì rẻ hơn một vài đồng, hoặc là các bạn có thêm quà tặng gì đấy, thì hoặc là những cái sản phẩm nào, ví dụ cái sản phẩm này ví mình không biết là nhập bao nhiêu, có thể là những cái nhập là 15.000 chẳng hạn, thì các bạn bán 16.000 đồng thôi chẳng hạn, hoặc bán 15.000 đồng để các bạn có thêm traffic từ những cái sản phẩm của đối thủ này. Đấy. Thì các bạn có thể là bám theo ông này để các bạn làm. Bây giờ các bạn muốn được hiển thị ở bên trong ấy, một đó là nó căn cứ vào, thứ nhất đó là cái này này, đó là cái ngành hàng này này. Đấy, ngành hàng của các bạn phải đặt giống ngành hàng của đối thủ nhá. Sắc đẹp này, dụng cụ làm đẹp này, dụng cụ trang điểm này, và bông tẩy trang nhá. Hình ảnh, quan trọng nhất là ảnh bìa. Đấy, ảnh bìa. Đấy, ảnh bìa của họ. Xong rồi các bạn có thể để thẳng cái tên của họ, họ đặt là như này. Tất nhiên là các bạn có thể vẫn để là bông tẩy trang 222 miếng, các bạn có thể thay cái thương hiệu của các bạn vào trong đây nhá. Bỏ cái này đi cũng được. Rồi các bạn mô tả sản phẩm của các bạn giống, thế là các bạn khả năng cao là các bạn sẽ được hiển thị ở trên này, khả năng cao nhá. Còn tất nhiên nó sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố liên quan đến điểm liên quan nữa, tối ưu SEO nữa. Ok. Để xem các bạn có đặt câu hỏi gì ở phần này không. Ok, có app nào đo lường một sản phẩm không ạ? Nhưng mà chưa hiểu câu hỏi của bạn này. Ok, mọi người đặt 2.000 bao nhiêu câu hỏi cho mình, nhiều quá. Ok, mình sẽ check comment của các bạn, xem các bạn có hỏi. Ok, YouTube anh Cường không ấn chuông nhận thông báo được, nó toàn bạn không thể thực hiện thao tác đối với nội dung này, hay là em chưa đăng nhập? Anh có thể dành một ít về thuật ngữ, nghĩa là như nào nhỉ? Mong anh chia sẻ về quảng cáo tìm kiếm hiệu quả.
Để hôm nào để sang tuần thì sẽ chia sẻ hẳn về một module về 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 quảng cáo ấy, thì nó mình anh mở phần số lượng tìm kiếm ở đâu vậy? Ở trong phần quảng cáo Shopee nhé, ở trong phần quảng cáo Shopee nó có phần thuật ngữ Shopee cho người mới, nhưng mà bây giờ nó sẽ có rất là nhiều thuật ngữ. Nếu mà mình nói về thuật ngữ thì không biết là nói như nào để cho các bạn hiểu được những cái yếu tố liên quan đến vấn đề về 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 tiêu đề sản phẩm ấy, thì mình sẽ nói ở một cái video khác nha. Không nha, copy y hệt tiêu đề, các bạn có thể là copy những cái từ khóa chính của họ này, bông tẩy trang này. Đấy, các bạn có thể là các bạn thay cái phần thương hiệu của này và thành thương hiệu của các bạn. Shopee. Ok. Tỷ lệ thoát trang cao vì thứ nhất là cái sản phẩm của các bạn không có video này, không có hình ảnh này, hoặc là sản phẩm của các bạn không có đánh giá số bán. Đấy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ thoát trang. Cho em hỏi copy tiêu đề mô tả sản phẩm họ thì sẽ giảm hiển thị đúng không? Như là đây là một cái cách để các bạn, mình thì mình không khuyến khích cái cách này, tại vì là cái cách này đó là một cái mô hình, như là các bạn bán theo những cái sản phẩm của đối thủ với những cái shop mới, nhưng mà các bạn chưa có số bán, và các bạn nếu mà các bạn phải có lợi thế cạnh tranh cơ thì các bạn mới bán theo được, chứ còn nếu mà các bạn chẳng có lợi thế cạnh tranh gì mà các bạn bán theo thì các bạn cũng không bán được hàng. Nghe bảo nhà nước chuẩn bị áp thuế 1,5% chia sẻ về vấn đề này. Cái chia vấn đề về thuế thì sẽ chia sẻ ở một cái nội dung khác nhé. Ok, quay lại trở về chia sẻ tiếp về cái bản đồ này. Tại vì còn rất là nhiều cái để nói. Bây giờ các bạn muốn tăng được traffic nội sàn, một là các bạn chạy quảng cáo, hai là các bạn tối ưu SEO, ba là các bạn live stream nha. Live stream này cũng rất là hiệu quả nhé. Live stream, các bạn đăng Shopee Feed. Ngoài ra đó là traffic ngoại sàn thì các bạn có thể kéo được những cái traffic từ Facebook về này. Ví dụ như của bên mình thì mình làm về mảng đồ chơi thời trang nam, thời trang nữ với phụ kiện điện thoại. Ví dụ nhá, đây là ví kênh TikTok. Hôm nay 2 3 hôm nay bắt đầu làm về phụ kiện điện thoại. Mọi người lên ủng hộ kênh TikTok về phụ kiện điện thoại nhá. Đây. Đấy, kênh này của mình thì vừa mới lên được mấy ngày thôi, các bạn lên đây ủng hộ cho mình nhá. Adam, đấy vị kênh phụ kiện điện thoại mình mới làm cách đây có 2 ngày hôm nay thôi. Đấy vị cho mọi người xem. Anh ơi, anh có thể cho vợ chồng em lên nhà viện không ạ? Em còn mãi không được xe. Vợ em sắp sinh rồi ạ. Ok, tôi đưa vợ lên xe đi. Cậu mau lên xe đi. Dạ. Tôi chở đi luôn. Alo viện trưởng ạ. À, dịch bệnh đang rất căng thẳng, bệnh viện cần người tình nguyện đi vào vùng dịch cấp này mà, em có tham gia được không? Mẹ con em không sao, anh cứ đi đi. Dạ. Anh nhận nhiệm vụ à? Mình một phút nữa không ạ? Không yên tâm đi nhá, cả hai sẽ về sổ công vua, không phải lo đâu. Anh cứ yên tâm, con em ở nhà đợi anh. Vẫn luôn đang cần, anh cứ đi đi. Ngày hôm nay, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ hàng ngàn bệnh nhân người kia. Còn tôi sẽ thay mặt cậu bảo vệ vợ con cậu cho đến khi cậu ăn và trở về. Đấy, mọi người lên đây ủng hộ kênh phụ kiện điện thoại mới của bên mình nhá. Sắp tới là sẽ làm về phụ kiện Adam này chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ là có những cái kênh về về traffic ngoại sàn để kéo về. Đấy, từ TikTok, từ Facebook, từ fanpage, từ hội nhóm. Đây là những cái kênh traffic ngoại sàn của bên mình. Ví dụ như là mình sẽ làm cả về phần YouTube nữa. Nghĩa là nếu mà các bạn có một cái mô hình kinh doanh bài bản. Tại vì bên mình thì mình không tập trung quá nhiều ở trong trên Shopee, tại vì mình là bán hàng đa kênh. Shopee chỉ là một trong những cái hệ thống bán hàng của bên mình. Ví dụ như bên mình thì là bán ở trên Facebook này, bán ở trên TikTok này, bán ở trên YouTube này, bán cả ở trên Instagram. Đấy nghĩa mình nó là cả một cái mô hình kinh doanh, nó có rất là nhiều. Shopee nó chỉ là một trong những cái sàn mà mình bên mình kinh doanh những cái sản phẩm của bên mình, chứ không phải là doanh thu chính đến từ Shopee. Nhưng ngoài Shopee ra còn Lazada, còn Tiki, còn Sendor. Đấy,
còn Facebook, còn TikTok thì mình sẽ, nghĩa là mình sẽ đẩy traffic về, ví dụ như là tháng này mình muốn là xây dựng một cái shop ở trên Shopee, mình build cái shop ở trên Shopee thì mình sẽ đẩy những cái traffic ngoại sàn của TikTok từ ở trên Facebook. Đấy, mình sẽ đẩy traffic về trên Shopee để hứng. Và mình thì đang hứng toàn bộ những cái traffic của bên mình hứng về cái kênh ở trên Shopee, tại vì mình thấy là nếu mà cái bán ở trên Shopee ấy, thì khi mà các bạn hứng được cái traffic về, các bạn tập trung ở một chỗ thì nó đỡ bị phân tán. Thì mình đang tập trung hết traffic của mình về trên Shopee. Ví dụ về sau thì mình có thể để link bio ở trên đây. Nghĩa là khi mà các bạn làm kênh TikTok thì nó sẽ có rất là nhiều cái giai đoạn. Đấy, các bạn sẽ chia ra rất là nhiều giai đoạn. Thì giai đoạn đầu đó là mình đang xây một cái anh về xoái ca ở trên này. Đấy, xây về xoái ca ở trên này. Về sau mình sẽ đổ traffic cái này và mình sẽ đổ cả sang sàn Shopee. Nếu mà không sàn Shopee thì có thể đổ sang Lazada hoặc là Tiki. Đấy là tùy các bạn. Thì mình đang tập trung là mình phủ tất cả các sàn. Là Shopee đó là trung tâm. Ok, được, hôm nào mà các bạn muốn thì mình sẽ chia sẻ một module về làm kênh TikTok cho mọi người để có thể làm đa kênh. Bây giờ mọi người phải làm đa kênh chứ mọi người không nên phụ thuộc vào một kênh nào. Hồi xưa ấy, khi mà mình làm về Facebook ấy, thì mình tập trung quá nhiều về Facebook. Có những cái giai đoạn là mình chạy quảng cáo, ví dụ cách đây giai đoạn năm 2017, 2010 đến 2018 ấy, thì mình tập trung rất là nhiều về Facebook. Thế xong rồi Facebook nó cồng kềnh quá, chi phí cao quá, thì mình bắt đầu mới chuyển sang đa kênh. Mà mình thấy là sau từ khi chuyển sang đa kênh nó nhàn hẳn. Trước đây mọi người biết là ví dụ nhân viên của mình có khoảng tầm 100 nhân viên, 100 nhân sự, sale, marketing, vận hành, kho bãi rất là đông. Nhưng mà chuyển sang làm đa kênh, làm ở trên sàn, làm ở trên mọi thứ nữa thì nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều mà hiệu quả hơn, đỡ bị chi phí vận hành. Mình thì mình không dạy về TikTok, mà học viện của bên mình thì có thể là sang tháng sau mình sẽ chia sẻ các bạn thêm về vấn đề về TikTok. Tại vì mình thì mình để về kiến thức về TikTok của mình thì mình có cả một ekip về team của mình làm rất là mạnh ở trên TikTok, thì có thể là chia sẻ cho các bạn để các bạn cùng làm. Tại vì mình kênh TikTok của mình, các bạn bảo là các bạn cứ tập trung, các bạn đầu tư về nội dung ấy. Tại vì TikTok thì nó có hai dạng, một là các bạn xây dựng thương hiệu, hai là các bạn chạy ad, nhưng mà mình chuyên về xây dựng thương hiệu. Trên TikTok thì theo mình nghĩ là có bạn An Tây, các bạn bảo là anh có thể chia sẻ về cách tăng view ở trên TikTok hay không ấy. Thì TikTok ấy, cái yếu tố quan trọng nhất mà giúp cái kênh của các bạn lên được ấy, đó là do content, chứ không, nó sẽ không có những cái thủ thuật là boost view. Mình thì mình chưa thấy boost view hay là boost like bao giờ, nhưng mà mình thấy là các bạn đầu tư cho content hay là chắc chắn sẽ lên. Ví dụ cái kênh này của mình thì mới up video từ ngày hôm qua, mà từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay mới up 4 video. Thì hôm nay, trưa ngày hôm nay thì cái video này nó bắt đầu nổ. Nói chung là mình sẽ có rất là nhiều chủ đề để chia sẻ cho mọi người ở trong cái group này, TikTok, YouTube, đúng không ạ? Về Facebook, nếu mà các bạn muốn, tại vì của bên mình là mình làm đa kênh nhưng mình không làm tập trung quá về một nền tảng. Shopee chỉ là một trong những cái nền tảng mà bên mình đợt này mình tập trung mình làm. Chứ còn của bên mình là Facebook, TikTok rất là nhiều. Mọi người chú ý nhá, mọi người vào trong cái đường link kênh YouTube của mình nhá. Đấy, mọi người trên cái kênh YouTube của mình chia sẻ rất là nhiều những cái chủ đề đấy. Nói chung là các bạn xác định kinh doanh online thì các bạn phải có rất là nhiều thứ các bạn phải học. Đây là kênh YouTube của mình chia sẻ rất là nhiều những cái chủ đề về marketing, không những ở trên Shopee mà cả TikTok, cả Facebook thì mình cũng sẽ chia sẻ hết ở trên cái kênh YouTube này nhá. Các bạn vào kênh YouTube này của mình đi, xem từ nãy giờ mọi người đã chưa tăng lên follow nào. À, tăng lên được 200 người. Cảm ơn mọi người. Ok. Thì ok, mình chia sẻ tiếp. Hôm nay 10 giờ rồi mọi người ạ. Lịch là hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đến 11 giờ nhưng mà không biết là có kịp không. Mình cứ hay bị lan man. Đâu rồi? Sắp tới mình ra một cái kênh này về mấy cái sản phẩm đồ chơi của bên mình cũng rất là hay. Mình thì mình làm đa kênh chứ mình không làm ở trên một nền tảng. Đâu rồi nhỉ? Cái bản đồ lúc ấy của mình đâu nhỉ?
ở đây. Đấy, thì nói đến phần traffic ngoại sàn, các bạn xác định là bây giờ nó có một số cái nền tảng hot. Một, đó là sàn thương mại điện tử. Hai, đó là TikTok. Đấy, Facebook thì làm thì bây giờ nó cũng vẫn làm, vẫn là ok. Nếu mà các bạn biết cách làm thì nó vẫn là ok. Nhưng mà các bạn không nên dồn mình, theo mình thì mình không bao giờ mình bỏ trứng vào một giỏ. Đấy, mình không bao giờ chỉ tập trung ở nguyên Shopee, mà cũng không bao giờ tập trung ở nguyên Facebook, hoặc là không bao giờ tập trung ở nguyên Tiki Lazada cả. Mình dàn đều ra tất cả. Đấy, nhưng mà mình lấy một kênh làm trung tâm. Ví dụ như là mình sắp tới thì mình lấy YouTube làm trung tâm, xong rồi mình đổ cả traffic từ TikTok sang YouTube, xong rồi đổ tất cả những cái traffic sang YouTube để mình hứng ở trên YouTube. Đó là làm kênh về truyền thông của bên mình. Đấy thì các bạn có thể nha, nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn tập trung vào cái kênh TikTok này để kéo traffic nha, kéo traffic ngoại sàn vào cũng rất là hiệu quả. Ok, vậy thì nó còn một cái nguồn traffic đó nữa, đó là cái nguồn traffic đến từ flash sale. Flash sale ở đây có nghĩa là gì? Cái nguồn traffic ở đây có nghĩa là gì? Có đây, chắc là các bạn nhìn hơi nhỏ đúng không? Có một cái nguồn traffic đó nữa, đó là nguồn traffic đến từ flash sale. Có nghĩa là các bạn sẽ có những cái bạn BD ngành hàng. Có nghĩa là các bạn support ngành hàng ấy, các bạn có thể là cho các bạn những cái slot về flash sale, hoặc là các bạn sẽ mua những cái gói flash sale của Shopee ấy, thì các bạn sẽ được hiển thị ở trong cái phần đây. Đây, traffic đến từ flash sale này. Cái traffic này là traffic lớn nhất ở trên Shopee nhá. Còn đã là mục tiêu khi các bạn kinh doanh ở trên Shopee thì các bạn cần, bắt buộc các bạn phải cần có là support ngành hàng hỗ trợ. Thì đây cũng là một cái lợi thế cực kỳ lớn. Ví dụ shop của các bạn nếu mà chưa có support ngành hàng ấy, thì đấy cũng là một cái thiệt thòi lớn cho các bạn. Ở trên đây thì có bạn nào mà chưa có support ngành hàng thì các bạn có thể comment phí 1 cho mình được không ạ? Nếu mà shop của bạn chưa có support BD với support thì đấy là cái cách gọi khác nhau thôi. Mình hay gọi là các bạn support ngành hàng để hỗ trợ cho mình. BD có nghĩa là Business Development, có nghĩa là các bạn, những cái bạn phát triển về cái hệ thống kinh doanh của cho các bạn ấy. Ok, có rất là nhiều các bạn mà chưa có support ấy, thì cái chưa có các bạn BD hỗ trợ ấy, thì cái điều kiện để một cái shop mà có BD hỗ trợ, thứ nhất là cái shop đấy phải có cái tiềm năng phát triển. Có nghĩa là họ sẽ căn cứ vào những cái doanh số của các bạn như này. Đây, họ sẽ căn cứ vào cái doanh số của các bạn. Này, ví dụ các bạn sẽ, họ sẽ căn cứ vào cái doanh số này của các bạn. Ví dụ các bạn có cái doanh số, nó không cần phải cao nhá, các bạn đừng nghĩ là phải có doanh số cao thì các bạn mới có BD ngành hàng. Như là có tiềm năng phát triển là các bạn bạn sẽ được lên. Như là shop của bạn trang trí đẹp này, làm bài bản này, doanh số có xu hướng tăng trưởng, thì hình như là các bạn BD thì nó sẽ rơi vào, sẽ xét duyệt khoảng tầm 2-3 tháng một lần thì sao ấy. Có những cái shop mới như ở mình, có rất là nhiều shop mới mà mới lập khoảng tầm 2-3 tuần, xong rồi mình làm thấy có doanh số lên một chút là đã có BD ngành hàng rồi. Nhưng mà có những cái shop mà phải đến 2-3 tháng sau, đến lúc mà mình chán, mình không làm cái shop đấy nữa rồi, tại vì mãi không có BD, thì tự nhiên lại có bạn hỗ trợ vào, các bạn bảo là bây giờ em làm support, đến lúc đấy mình chán mình bỏ luôn cái shop đấy rồi thì mới có bạn BD ngành hàng làm. Ê, trước đây là mình bỏ cái shop này của mình như này, mình bỏ lâu rồi, tại vì mình đợi mãi chẳng thấy có các bạn nào BD hỗ trợ cho mình, là mình đầu tư rất là nhiều tiền vì cái shop thời gian trẻ em này của mình bỏ luôn, bỏ lâu rồi. Thế tại vì là không có các bạn BD ngành hàng hỗ trợ nên mình bỏ, mình chán, mình chẳng làm nữa. Thế xong rồi đến lúc không làm nữa thì lại có các bạn BD và các bạn ấy là bảo là bây giờ em hỗ trợ cho anh, nhưng mà đến lúc ấy mình bỏ rồi, mình chẳng làm nữa, thế mình lại chuyển sang làm shop khác. Đấy, ví dụ Huy Nguyễn là làm một tháng đã có BD rồi, chúc mừng em. Đúng không ạ? Ok. Đấy thì nó sẽ căn cứ vào doanh thu, nghĩa là nó sẽ xét duyệt, nghĩa là các bạn BD, các bạn sẽ xét duyệt vào những cái chỉ số, đó là cái tốc độ tăng trưởng này của các bạn này, tăng trưởng về doanh thu này, về hình ảnh trang trí của các bạn đầu tư về hình ảnh các thứ, là làm nhìn nó bài bản vào thì sẽ được tốt hơn. Ví như cái shop này của mình nhá,
shop này của mình mới làm cách đây từ tháng 5. Đấy, mùng 9 tháng 5. Mọi người thấy không ạ? Mùng 9 tháng 5 mình mới bắt đầu làm cái shop này mà. Đấy. Mùng 9 tháng 5 này, ví dụ cho đến bây giờ thì shop này của mình cũng được doanh thu. Đây là cái shop mới tinh của mình. Các bạn có BD ngành hàng nó sẽ rất là hiệu quả nha. Các bạn ấy sẽ giúp cho các bạn đẩy cái flash sale ở đây này. Các bạn sẽ giúp cho các bạn đẩy flash sale. Đẩy flash sale. Đấy, sẽ giúp các bạn đẩy được vào những flash sale này. Các bạn sẽ có rất là nhiều những cái hiển thị. À, bạn BD nghĩa là các bạn hỗ trợ support về ngành hàng. Ví dụ như mình bán về ngành hàng về nhà cửa đời sống thì sẽ có những cái bạn về support. Các bạn BD ở trong ngành hàng nhà cửa đời sống của các bạn sẽ hỗ trợ cho shop của bạn đẩy vào những cái slot flash sale này. Shop anh bán gì? Anh thì bán nhiều sản phẩm lắm. Tại vì là vừa bán phụ kiện điện thoại, đồ chơi, trẻ em, mẹ, bé phụ kiện thời trang nam, thời trang nữ. Anh bán nhiều ngành hàng chứ không chuyên về một ngành hàng nào. Đúng rồi, họ sẽ căn cứ vào. Tại vì là tùy từng ngành. Ví như ngành hàng về sức khỏe sắc đẹp thì nghĩa là nó sẽ tùy theo ngành hàng. Có những ngành hàng rất là cạnh tranh. Đấy, ví như ngành hàng về mỹ phẩm này chẳng hạn, thì để có BD nó sẽ khó hơn so với những cái ngành hàng như là thời trang trẻ em, hay là nó sẽ khó hơn so với những ngành hàng mẹ bé. Một tháng được bao nhiêu lần flash sale? Như flash sale ấy thì nó ví dụ là nếu mà các bạn chăm chỉ thì các bạn, nếu mà các bạn chưa có BD ngành hàng thì các bạn có thể tự vào trong tự vào trong cái phần Shopee này, để tí nữa mình nói chia sẻ về phần đấy. Em ở Quảng Ninh không bán được hàng theo anh tại sao? Như lúc đấy mình nói rồi, không bán được hàng ấy thì chỉ đơn giản là vì cái sản phẩm của bạn chưa được hiển thị lên khi khách hàng tìm kiếm thôi. Các bạn, một là các bạn muốn bán được hàng các bạn phải chạy quảng cáo. Hai là các bạn tối ưu sale. Ba là các bạn phải có BD ngành hàng thì họ sẽ đẩy flash sale cho mình. Các bạn không đăng ký được nha. Shopee họ sẽ tự chọn. Đối với những cái shop tiềm năng. Thời trang trẻ em bây giờ mình vẫn bán. Thời trang trẻ em mình shop là phải shop tiềm năng thì mới có BD ngành hàng. Nhưng mục tiêu của các bạn là, một là các bạn phải muốn có BD, ít nhất là các bạn phải lên được shop yêu thích. Bán trên Lazada vẫn ok, nhưng mà theo mình thì Lazada các bạn tập trung làm ở trên Shopee tốt đã, xong rồi các bạn làm sang Lazada. Ok, nói tiếp, không trả lời. Đây, sau khi nếu mà các bạn nhá, đây có 3 cái phần giúp các bạn tăng được cái khách hàng tiềm năng. Một đó là tăng traffic nội sàn, hai là tăng traffic ngoại sàn, tăng flash sale. Ví dụ là tăng traffic ngoại nội sàn thì có cái phần đó là chạy ad, thì hôm có thể là sang tuần nếu mà các bạn mong muốn là mình chia sẻ một buổi về các cái thủ thuật, các cái kiến thức về chạy ad thì mình sẽ sang tuần mình sẽ chia sẻ. Ví dụ như cái shop này của mình chạy ad này, quảng cáo Shopee, thì cái shop này cũng là cái shop mới của mình. Đấy, ví dụ như là trong tháng vừa qua đấy, chạy 31 triệu, ra doanh thu là 361 triệu. Thì đây là cái shop mới nên là chạy nó vẫn hơi cao. Đấy, trong tuần vừa qua, cái ngày hôm qua chẳng hạn, ví dụ như ngày hôm qua là mình chạy hết là 1,5 triệu, ra doanh thu là 43 triệu với cái shop mới này. Nói chung là mình là hệ bán những cái sản phẩm giá cao, chứ mình có những rất là nhiều bạn thì bán những cái sản phẩm có nhiều đơn, nên mình thích bán những cái sản phẩm mà tiền nó to ấy, thì đỡ bị vận hành nhiều. Vì bán trước đây mình bán cả những cái đồ phụ kiện về cả văn phòng phẩm ấy, có những ngày 2-3 nghìn đơn, xong rồi 5-6 nghìn đơn, nhưng mà vận hành nó rất là mệt. Nên là mình sau mình chuyển đổi dần, mình chuyển sang bán những cái sản phẩm mà giá tiền cao để nó ít đơn đấy. 80 đơn hàng mà doanh thu hơn 43 triệu. Ok. Một số điện thoại tạo được bao nhiêu shop? Một shop nhé. Một số điện thoại tạo được một shop. Ok, sau khi mà các bạn có phần là tăng được khách hàng tiềm năng này rồi, ok, xong rồi chúng ta sẽ làm thế nào để các bạn tăng được giá trị trung bình đơn.
muốn tăng được doanh thu thì có 4 cái yếu tố nha. Mình nhắc lại, muốn tăng được doanh thu thì có 4 yếu tố. Một là tăng khách hàng tiềm năng. Đây, nó có... Muốn tăng doanh thu là một là các bạn tăng khách hàng tiềm năng, nó nghĩa là các bạn tăng cái lượt truy cập này. Hai là các bạn tăng được cái doanh thu trung bình trên đơn, ví như cái sản phẩm này của bên mình, đó là doanh thu trung bình trên đơn nó khoảng tầm hơn 400.000, ví dụ như là trong 30 ngày coi. Đây, về doanh thu trung bình trên đơn nó khoảng tầm 187 triệu. Đấy. 187 triệu. Đấy, doanh thu trung bình trên đơn của ngày hôm qua đó là 382.000, ví dụ như của ngày hôm nay doanh thu trung bình đơn của mình tăng lên một chút là 445.000. Thì khi mà các bạn tăng được cái doanh thu trung bình trên đơn này càng cao ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn tăng được cái doanh thu. Thì bây giờ làm thế nào để các bạn tăng được cái, làm thế nào để các bạn tăng được cái giá trị trung bình đơn này lên? Thì các bạn nhớ rằng là có những cái công cụ ở trong cái phần kênh marketing này, ví dụ như là chương trình combo khuyến mại, mua kèm deal sốc, top sản phẩm bán chạy và mã giảm giá. Thì đây là 4 cái bộ công cụ nha, ở trong phần kênh marketing. Đây. Kênh marketing đây nha các bạn, ở phần kênh marketing này thì nó đây nó có một số những cái bộ công cụ này giúp các bạn tăng doanh số. Đấy, một là mã giảm giá của tôi, hai là chương trình của tôi, combo khuyến mại, mua kèm deal sốc, flash sale của shop và xu của shop. Thì đây là cái bộ công cụ giúp các bạn tăng được cái doanh số của các bạn lên mà bắt buộc các bạn phải tham gia. Ở trong cái phần kênh marketing này thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái cách để tăng được, ví dụ như combo khuyến mại, mua kèm deal sốc, tốc sản phẩm bán chạy. Đấy, thì các bạn tham gia hết vào những cái trong phần kênh marketing. Đây mình tắt bớt đi tại vì nhiều tab quá nên là. Đấy. Đấy thì các bạn tham gia đầy đủ vào những cái chương trình vị mã giảm giá của tôi này, nó sẽ giúp các bạn tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi. Chương trình của tôi này, combo khuyến mại. Combo khuyến mại thì giúp khách hàng họ chi mua thêm nhiều cái sản phẩm hơn, mua kèm deal sốc nữa. Đấy, flash sale của shop. Đây cái này rất là hay nha, cái phần flash sale của shop này mình rất là hay tham gia vào để giúp tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi. Ok. Sản phẩm mình chưa ra đơn nào làm sao tham gia được? Không cần phải ra đơn thì mình vẫn tham gia được vào những cái chương trình này nhá. Phải tham gia vào chương trình này thì mới ra đơn được, chứ không phải là chưa bán được mà các ví bạn Trần Thu Cúc hỏi là sản phẩm mình chưa ra đơn nào làm sao mình tham gia được. Các bạn muốn ra đơn thì các bạn phải tham gia vào những cái chương trình này đều. Đây là những cái bộ công cụ miễn phí mà. Bạn Bùi Đình Thức bạn bảo các bảng thuật ngữ thì có cái thuật ngữ nào mà bạn Thức chưa hiểu ấy, thì các bạn cứ nói lên đây nhá. Nếu mà thuật ngữ nào về Shopee các bạn chưa hiểu thì các bạn nhắn lên đây, tại vì mình đây là cái buổi mà mình chia sẻ dành cho những bạn mà đã kinh doanh trên Shopee rồi, chứ không phải là dành cho người mới tinh mà chưa bán, chưa biết tìm nguồn hàng, chưa biết tìm kiếm sản phẩm. Thì cái buổi này thì là không phải là dành cho những cái bạn mà mới tinh newbie. Đúng rồi, Phương bé ạ. Ví dụ nha, bạn bố chuột bạn hỏi là anh ơi em đang bán thời trang trẻ em. Em đang có hướng chuyển qua đồng hồ nam, anh cho em lời khuyên với ạ. Các bạn phải hiểu rằng này, các bạn bán ngành hàng nào, các bạn muốn bán được hàng ở bất kỳ cái ngành hàng nào. Ở bất kỳ cái ngành hàng nào đi chăng nữa, các bạn muốn bán được hàng bắt buộc các bạn phải có lợi thế cạnh tranh. Chứ bây giờ các bạn không có bất kỳ cái lợi thế cạnh tranh nào thì các bạn làm thế nào các bạn bán được hàng, đúng không ạ? Đây, mình không biết còn cái slide về cái lợi thế cạnh tranh không, mình chia sẻ cho các bạn về cái lợi thế cạnh tranh. Chứ bây giờ các bạn bảo các bạn có bán thời trang trẻ em hay là các bạn bán bất kỳ ngành hàng nào, ví dụ bây giờ các bạn chuyển sang ngành hàng đồng hồ nam, nhưng mà cái ngành hàng trong cái ngành hàng đồng hồ nam này các bạn chẳng có lợi thế cạnh tranh gì, thì các bạn làm sao bán được hàng? Vậy thì có những cái lợi thế cạnh tranh gì? Lại nói chia sẻ một chút về cái lợi thế cạnh tranh. Chắc là rất là nhiều người thắc mắc là không có những câu hỏi là bây giờ anh ơi em không biết làm thế nào em bán được hàng, bây giờ em không biết chọn sản phẩm gì, đúng không ạ? Có rất là nhiều người đang thắc mắc cái câu đấy. Em muốn kinh doanh ở trên Shopee nhưng em không biết chọn sản phẩm gì để kinh doanh,
anh ơi em đang muốn bán hàng trên Shopee nhưng em chẳng biết chọn ngành hàng gì, đúng không ạ? Bây giờ các bạn muốn trả lời được cái câu hỏi đấy thì các bạn phải tự hỏi lại mình, với cái ngành hàng mà các bạn dự định lựa chọn ấy thì các bạn có cái lợi thế gì hay không. Các bạn đừng quên đón xem video tiếp theo để cập nhật thêm nhiều kiến thức về marketing nhé.